Mời các bạn cùng theo chân mình tham dự lễ khai giảng và kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường Đại học Y Dược Thái Nguyên nha. Em yêu thật thà, cứ em mềm thương nhau qua bao nắng mưa. Một đời nâng niu, một đời đưa đón, khi bình minh ôm em ngủ say trong lòng, đến khi già nua vẫn say đắm em thôi. Sinh viên bước vào một năm học mới thật rực rỡ, ngọn lửa đam mê luôn bùng cháy nha. Còn giờ, cùng mình nhìn lại những khoảnh khắc đẹp trong ngày hôm nay nào. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp sau.